trên đại hội xin làm và thông qua cái dự thảo phương hướng nhiệm vụ mục tiêu hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành đoàn Buôn Ma Thuột, đoàn trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Du dự thảo phương hướng nhiệm vụ mục tiêu hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018. Căn cứ vào chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017-2018 của thành đoàn ngày 22/9/2017, căn cứ vào kế hoạch năm học trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Du năm học 2017-2018, căn cứ vào tình hình hoạt động của đoàn trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Du nhiệm kỳ 2016-2017, nhằm phát huy những kết quả đạt được trong năm học vừa qua và khắc phục những yếu kém tồn tại trong nhiệm kỳ 2016-2017, ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2017 xin trình đại hội lần thứ tư bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm học 2017-2018 như sau. Chủ đề tháng 8/2017 tiếp xúc đến trường, tháng 9/2017 chào mừng năm học mới, tháng 10/2017 văn hóa học đường thân thiện lành mạnh, tháng 11/2017 tri ân thầy cô, tháng 12/2017 học nghiêm túc thi chất lượng, tháng 1/2018 noi gương anh Trần Văn Ương, tháng 2/2018 vượt bước dưới cờ Đảng Quang Vinh, tháng 3/2018 tháng thanh niên và hành động của tuổi trẻ trường học, tháng 4/2018 ngày hội thống nhất đất nước, tháng 5/2018 học tập và làm theo lời Bác, tháng 6/7/2018 chiến dịch tình nguyện hè. Một lớn nhiệm vụ trọng tâm, một nhỏ triển khai kế hoạch ngày 29/9/2016 của ban